cái bắt tay tỷ đô giữa Netflix và Hàn Quốc. Là một quốc gia chú trọng xuất khẩu văn hóa thông qua làn sóng Hallyu hay các bộ phim và chương trình truyền hình, nên không có gì lạ khi Hàn Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực giải trí. Mới đây nhất, sau sự thành công của các bộ phim như Squid Game, The Lottery và Ký sinh trùng, thì Netflix tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư tới 2,5 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới để sản xuất nhiều nội dung tiếng Hàn hơn. Liệu cú đặt cược này có tiếp tục thành công? Hãy cùng Thùy Duyên tìm hiểu trong video này nhé! Quyền lực mềm của Hàn Quốc. Theo báo cáo Control Soft Power of Korea của ResearchGate, khái niệm quyền lực mềm được hình thành từ đầu những năm 1990 và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Chiến lược quyền lực mềm đã được Hàn Quốc sử dụng dựa vào văn hóa truyền thống và văn hóa đại chúng. Quốc gia này rất chú trọng tới nguồn sức mạnh này, thứ tạo nên thương hiệu và khiến họ được khắp thế giới biết tới. Vào giai đoạn năm 1996-1997, Bộ Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc đã chọn 10 biểu tượng văn hóa sau để quảng bá đất nước. Trang phục truyền thống quốc gia Hanbok, hệ thống chữ viết Hangul, món ăn truyền thống như kim chi, chùa Bunguksa, di tích hang động Sokuram và trà nhân sâm Koryo Insam, múa mặt nạ, đền Chomyo, vườn quốc gia Seraksan và các nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Hiện tại, quyền lực mềm của Hàn Quốc đã mở rộng hơn nhờ làn sóng Hallyu hay phim và chương trình thực tế. Cụ thể thì vào đầu thế kỷ 21, làn sóng Hallyu, làn sóng giải trí Hàn Quốc đã nổi lên như một hiện tượng. Ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ đã hỗ trợ không nhỏ tới sự phát triển kinh tế của xứ sở kim chi. Thậm chí nó còn mở đường để đưa văn hóa Hàn Quốc quảng bá rộng rãi hơn trong nhiều năm tới. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hyundai, vào năm 2019, nhóm nhạc idol thần tượng BTS đã đóng góp vào GDP Hàn Quốc bằng với hãng hàng không quốc gia Korean Air. Thậm chí vào năm 2019, nhóm nhạc này đã đem về hiệu quả kinh tế 5.560 tỷ won, khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ cho quốc gia này. Nếu so sánh với các tập đoàn lớn, giá trị kinh tế mà BTS mang lại còn gần như sánh ngang với Samsung, Hyundai, SK và LG, hàng loạt ông lớn trên thị trường. Thực tế cho thấy sức mạnh của Hallyu nằm ở sự bao trùm và cởi mở không phân biệt đối thủ, không giống như chuỗi cung ứng, một khái niệm an ninh hướng đến cạnh tranh. Chuỗi văn hóa mà Hallyu đại diện có thể là chất xúc tác cho tình hữu nghị và hợp tác. Theo báo cáo xu hướng Hallyu toàn cầu năm 2022 do Cơ quan Trao đổi Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc công bố vào tháng 9 năm ngoái, trung bình 64,2% số người được hỏi cho biết nhận thức của họ về Hàn Quốc đã thay đổi tích cực sau khi trải nghiệm làn sóng Hàn Quốc ở nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Hallyu cũng đang làm thay đổi hình ảnh của Hàn Quốc. Nếu như trước đây, hình ảnh về Hàn Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế bị chi phối bởi các từ khóa liên quan đến một đất nước bị chia cắt hay vấn đề vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thì giờ đây, làn sóng Hàn Quốc đã trở thành hình ảnh đại diện cho Hàn Quốc. Người ta thấy rằng tất cả các châu lục ngoại trừ châu Phi và Trung Đông đều công nhận K-pop là hình ảnh đại diện của Hàn Quốc. Trong trường hợp của châu Á và châu Đại Dương, 16,2% Hallyu làm hình ảnh đại diện cho Hàn Quốc. Tỷ lệ này ở Bắc, Trung, Nam Mỹ là 16,1%, trong khi ở châu Âu là 10,3%. Kết quả trên cho thấy Hallyu đã thâm nhập sâu vào thị trường nội dung văn hóa của mỗi quốc gia. Hong Seok-hyun, giáo sư tại khoa báo chí và truyền thông thuộc Đại học Quốc gia Seoul cho biết, giờ đây, Hàn Quốc đã cho thấy rằng mình có năng lực văn hóa và trở thành một chủ thể văn hóa có khả năng mê hoặc các quốc gia khác bằng nội dung văn hóa để nổ trộ thông qua quá trình phát triển của riêng mình. Đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy việc tiếp cận và sử dụng một cách tinh tế hơn Hallyu cả trên khía cạnh công nghiệp và ngoại giao. Bùng nổ các bộ phim, chương trình truyền hình thực tế. Không chỉ có K-pop, các bộ phim, chương trình thực tế của Hàn Quốc cũng đã đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc gia. Vài năm gần đây, cùng sự hợp tác với Netflix, quốc gia này đã có hàng loạt chương trình ăn khách toàn thế giới như Squid Game. Đây chính là minh chứng về khả năng của quyền lực mềm của quốc gia này. Được biết, Squid Game là một bộ phim truyền hình do Kwang Dong-hyuk viết kịch bản và đạo diễn. Phim được Netflix phát hành trực tuyến vào ngày 17 tháng 9 năm 2021, kể về một nhóm 456 người mạo hiểm tính mạng trong 6 trò chơi sinh tồn để nhận được tổng số tiền 45,6 tỷ won.
Tên phim được lấy từ một trò chơi dân gian của Hàn Quốc trong quá khứ. Hwang Dong-hyuk đã hình thành ý tưởng này dựa trên những khó khăn tài chính của bản thân khi còn nhỏ, cũng như sự chênh lệch giai cấp ở Hàn Quốc. Kể từ khi ra mắt, Squid Game là bộ phim được xem nhiều nhất của Netflix cho đến nay, và vượt qua Bridgerton trở thành bộ phim được xem nhiều nhất với hơn 1,65 tỷ giờ trong vòng 28 ngày đầu tiên. Bộ phim cũng nhận được nhiều giải thưởng lớn như Quả Cầu Vàng cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình thuộc về Oh Young-soo, 3 giải thưởng tại Screen Actors Guild Awards lần thứ 28, bao gồm nam và nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập do Lee Chung-jae và Jung Ho-yeon, cùng nhiều giải thưởng khác. Theo thông tin do tờ Reuters cung cấp, thông qua bộ phim Squid Game, món kẹo đường đã trở nên nổi tiếng, thậm chí có cửa hàng đã tăng doanh số 2,5 lần và thu về gần 19 triệu đồng trên một ngày chỉ nhờ hiệu ứng từ bộ phim. Hơn nữa, theo số liệu do Bloomberg trích dẫn từ Netflix, hoạt động kinh doanh của nền tảng phim này trong năm 2020 đã đóng góp 1,9 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Hàn Quốc. Số liệu cũng cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu nội dung giải trí của quốc gia này đã đạt 10,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, tương đương khoảng 1 trên 10 so với sản xuất chip 2020, lĩnh vực hái ra tiền của nước này. Ngoài ra, ước tính có khoảng 13% khách du lịch đã đến Hàn Quốc vào năm 2019, chỉ với mục đích trải nghiệm văn hóa và tham dự các sự kiện của người hâm mộ đối với thần tượng. Tổng chi tiêu của họ là 2,7 tỷ đô la Mỹ trong năm đó. Ngoài Squid Game, bộ phim Ký sinh trùng của Hàn Quốc đạt giải Oscar cũng đã đóng góp không nhỏ cho các doanh nghiệp. Ví dụ, Parenson E&A, công ty đã đầu tư 11 triệu đô la Mỹ vào sản xuất bộ phim, đã có mức tăng giá cổ phiếu kỷ lục trong 4 ngày, ngày 10 tháng 2 đến 13 tháng 2 năm 2020, từ 2.000 won 39.000 đồng lên 4.470 won hơn 87.000 đồng. Mặc dù được đánh giá là quy mô nhỏ, nhưng giải trí là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của Hàn Quốc cùng với công nghệ. Số lượng lao động làm việc trong các ngành sáng tạo và nghệ thuật đã tăng 27% từ năm 2009 đến năm 2019. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất thì tăng 20% trong cùng kỳ, theo dữ liệu từ trang web của Cục Thống kê Hàn Quốc. Mỏ vàng mới của Netflix. Trong một báo cáo vào năm 2020, Netflix cho biết họ đã giúp tạo ra 16.000 việc làm toàn thời gian tại Hàn Quốc từ năm 2016 đến năm 2020 trong các ngành giải trí và liên quan. Công ty ước tính đã đóng góp 4,7 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn này. Được biết, Netflix đang có giá trị tài sản ròng khoảng 146,06 tỷ đô la Mỹ theo dữ liệu của MacroGens. Được thành lập vào năm 1997 tại Mỹ, từ một dịch vụ cho thuê đĩa DVD, startup về streaming video, Netflix nay đã trở thành gã khổng lồ dịch vụ phát trực tiếp hàng đầu thế giới. Nhờ sự thành công của Ký sinh trùng và Squid Game, mà mới đây Netflix tuyên bố, chúng tôi sẽ đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào Hàn Quốc, bao gồm sản xuất các bộ phim truyền hình dài tập, phim điện ảnh và chương trình truyền hình thực tế trong vòng 4 năm tới. Số tiền đầu tư này cao gấp đôi so với tổng số vốn từ năm 2016 đến nay. Ông Ted Sarandos, CEO của Netflix cho biết vào ngày 25 tháng 4 năm 2023. Ông Sarandos nhấn mạnh Netflix rất tin tưởng rằng ngành công nghiệp nội dung giải trí của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tạo ra những điều tuyệt vời. Ông cũng đã nêu bật thành công của Hàn Quốc thời gian gần đây với các hit toàn cầu như bộ phim The Quarry và chương trình thực tế Physical 100. Vị CEO bày tỏ, thật không thể tin được, chính bằng tầm ảnh hưởng và niềm yêu mến của công chúng đối với các chương trình bộ phim của Hàn Quốc, quốc gia này đã nhận được thêm nhiều chú ý và quan tâm rộng rãi. Ông cũng cho biết văn hóa Hàn Quốc đang có sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới tư tưởng văn hóa toàn cầu. Thực tế cho thấy trong vài năm qua, nội dung giải trí Hàn Quốc đã gây bão trên toàn thế giới. Theo dữ liệu của Netflix, 60% khán giả của ứng dụng này đã xem ít nhất một bộ phim hoặc một chương trình của Hàn Quốc vào năm 2022. Trước đó, Netflix đã chi hơn 1.000 tỷ won, 750 triệu đô la Mỹ để phát triển các nội dung của đất nước này từ năm 2015 đến năm 2021. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ca ngợi cuộc gặp với CEO Netflix rất có ý nghĩa. Vị tổng thống cho biết khoản đầu tư mới sẽ là cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất nội dung giải trí, những người làm nghề và cả Netflix. Động thái rót vốn của Netflix vào Hàn Quốc đã thúc đẩy giá cổ phiếu của công ty truyền thông giải trí tại quốc gia này. Theo thông tin mới nhất,
cổ phiếu của công ty Soulbox Corp đã tăng tới 26%, mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2022, trong khi đối thủ Studio Santa Claus Entertainment Co. tăng 23%. Hàng loạt cổ phiếu của các công ty trong ngành như Astorico đã tăng 15%, CJ E&M Co. tăng 3,6%, Contentry Jongan Corp. cũng tăng tới 8% và Studio Dragon Corp. tăng 9,2%. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!